cà phê trứng là nổi tiếng Hà Nội, không mình nghĩ rằng không 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 đâu lẫn được đâu, nhưng mà nó chỉ có đúng uống ở cà phê Giản, quán ông tên ông Giản thì gọi là cà phê Giản. Thì nó có mấy cái trụ sở ấy. Thì cà phê Giản ngày xưa là từ thời các ông nghệ sĩ mà văn nghệ sĩ ấy, như Văn Cao, Lam Cao, Thứ Công đã ngồi uống rồi ấy. Đấy thì cà phê trứng, cái lịch sử của cà phê trứng là gì, ngày xưa cái thời bao cấp ấy là cái sữa là nó hiếm, không có sữa. Thế nên cái ông Giảng này ông ấy chế ra, ông lấy cái lọc đỏ trứng gà để ông bánh ra để ông cho vào cà phê để thay cho sữa, tức là thay vì cà phê sữa thì đúng giờ rồi, lấy trứng lọc đỏ trứng. Thì bây giờ thì là nó thành một cái đặc sản của Hà Nội gọi là cà phê trứng. Nghĩa là người ta lấy cái lòng đỏ trứng gà người ta bánh cho vào, quen mùi đôi khi là thấy trứng ngon hơn cái sữa. Đúng rồi, nhưng mà nó không có mùi tanh, nó không ngậy. Nghĩa là ngon. Cái tức là phải có chiêu nó mới không có tanh chứ. Đúng rồi. Chỉ có mỗi ở đấy làm nó ngon thôi. Cái đợt mà ông tổng thống Mỹ Donald Trump sang cái Phái Đoàn sang đây, nó thuê luôn cả cái quán của ông cà phê Giảng ấy, nó thuê thuê là tức là luôn, không cho khách khác vào. Không, nó bê luôn cả cái quán đấy vào trong khách sạn Mandiot ở chỗ đường Đỗ Đức Dục mà nơi tổng thống ở ấy. Là chỉ có ăn mấy cả ở trong đấy làm cà phê trứng cho nó uống, nó làm 3.000 cốc cơ mà, nó đặt cho cả đoàn của nó uống luôn. Đấy là một mấy cả cái nó gọi bia trứng. Ông bây giờ ông sáng chế thêm một món nữa, nó bia trứng, bia nghĩa là cái bia ấy, xong nó cho cái quả trứng vào đấy, không hành ấy, uống ngon lắm. Nghe hấp dẫn đó. Đây là ly cà phê trứng. Thì mình vô quán thì cái anh chủ quán sẽ hỏi mình là có hai loại đá và nóng, thì mình chọn cái nào. Tại vì thường thường quen uống buổi sáng uống cà phê đá nên là mình gọi cà phê đá. Thì lúc mà ngồi hồi hộp đợi cái ly cà phê ra thì mình rất là lo là trứng thì có bị tanh hay không, nhất là lại uống đá nữa. Bây giờ mình thử rồi vẫn giữ được độ béo và rất là thơm của trứng, nhưng mà không hề tanh, đó là cái đặc biệt ở đây so với các quán khác. Đúng gu, đúng chuẩn của dân Hà Thành.